Hello, xin chào các bạn, chào Oan quay trở lại với channel của mình. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip so sánh nhẹ giữa hai chiếc điện thoại, đó là Xiaomi Redmi 9C bản RAM 3 bộ nhớ trong 64GB và chiếc điện thoại Realme C11 năm 2021 với mức giá hai chiếc điện thoại này có mức giá là tương đương nhau là dưới 2,7 triệu đồng và cụ thể là 2.690.000 đồng. Theo giá mình được cập nhật mức giá ở tại các cửa hàng hệ thống chính hãng, có nơi thì có thể là rẻ hơn, chỉ khoảng 2 triệu tư, hơn 2 triệu tư một chút thôi. Rồi cái clip này thì chủ yếu là để chia sẻ cho bạn Trần Ngọc Hoàng, thì bạn cũng là một cái người mà rất là quan tâm đến kênh YouTube của mình, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này, và đặc biệt là cảm ơn bạn Trần Ngọc Hoàng đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Thì bạn có inbox mình hỏi là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C với chiếc điện thoại Realme C11 2021 thì cái nào ngon hơn. Thì thực ra thì nếu mà đọc qua cái nếu như bạn nào biết về con Redmi 9C mà đang sử dụng thì đọc qua thì cũng đã biết được là ý kiến của mình đã thiên về chiếc điện thoại nào. Tuy nhiên là để mà chia sẻ cho bạn được rõ hơn thì mình sẽ phân tích cụ thể. Đấy, phân tích cụ thể cái hai chiếc điện thoại này với nhau nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào so sánh. Thì đầu tiên nói về cái phần thiết kế thì hai chiếc điện thoại này, thiết kế thì xấu đẹp thì nó sẽ là tùy từng quan điểm của mỗi người. Với chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C và Realme C11 là hai chiếc điện thoại mà có thể nói là hai chiếc điện thoại giá rẻ của Realme và của Xiaomi, thì nó đều thiết kế bằng nhựa cả thôi. Đó, thiết kế bằng nhựa và trọng lượng thì nó cũng sẽ khá là nặng, nó rơi vào khoảng trên 190g. Đó, thì bạn là Trần Ngọc Hoàng thì mình nghĩ là bạn là nam. Một chiếc điện thoại thì Redmi 9C sẽ là 196, còn Realme C11 2021 thì sẽ là 190. Thì hai chiếc điện thoại nó nặng xem nhau, thì cái kích thước và trọng lượng này thì nó sẽ ngang nhau thôi, mình giá ngang nhau. Về thiết kế thì đều là khung và mặt lưng là bằng nhựa. Đấy, nhựa nguyên khối. Cho nên là mình sẽ đánh giá về phần thiết kế thì xấu đẹp sẽ là tùy lựa chọn của mỗi người nhé. Và với bạn Hoàng thì mình nghĩ là bạn thích cái màu sắc hay là cái lựa chọn của chiếc điện thoại nào hơn thì bạn sẽ lựa chọn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái phần, đó là phần màn hình. Thì hai chiếc điện thoại này có một cái màn hình nó khá là giống nhau. Đó, đều trong cái phân khúc giá rẻ thì đều là công nghệ màn hình IPS LCD, rất may không phải là TFT, đúng không ạ? Độ phân giải thì đều là HD+, tức là 720 x 1600 pixel. Kích thước màn hình thì nó cũng xem nhau, một chiếc điện thoại là 6,53 inch với Redmi 9C này và 6,5 inch với con Realme C11. Tần số quét thì chắc chắn là 60 Hz rồi. Độ sáng thì là 400 nits. Hai chiếc điện thoại này thì độ sáng nó cũng đều không cao cho lắm. Đó. Rồi, tuy nhiên là về cái mặt kính cường lực thì kính cường lực của con Redmi 9C đó là kính cường lực 3, còn Realme C11 2021 là kính cường lực thường. Đó, thế cho nên là về cái phần màn hình thì mình sẽ lựa chọn con Redmi 9C bởi vì cái độ an toàn nó sẽ cao hơn nhé. Rồi, mình sẽ đến với cái phần đó là về phần camera. Đó, về phần camera thì độ phân giải của chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C đó là 13 megapixel, 2 và 2, có hai camera phụ, camera macro góc rộng đó. Rồi thì còn chiếc điện thoại Realme C11 thì chỉ có một camera duy nhất là 8 megapixel thôi. Thì đọc đến đây thì chắc chắn là anh em ta biết là chọn cái nào rồi, đúng không? Cái mặc dù là hai cái camera phụ của con Redmi 9C nó là camera để làm đẹp thôi, để gọi là để trang trí thôi, nhưng mà dù sao thì 13 megapixel của camera chính kia nó vẫn sẽ hơn 8 megapixel về cái độ chi tiết của ảnh. Đấy, thế cho nên camera thì một lần nữa là mình lại lựa chọn chiếc điện thoại Redmi 9C. Đó. Rồi, về cái phần những cái phần râu ria khác thì mình không điểm tới ở đây. Bảo mật vân tay, bảo các phân mặt hai chiếc điện thoại nào cũng có cả, đúng không? Rồi, còn những cái tính năng ví dụ tự động lấy nét, chạm lấy nét, HDR, xóa phông, AI camera rồi vân vân, thì những cái đó thì mình không đánh giá cao ở cả hai chiếc điện thoại này. Thế cho nên là những cái đó mình không lưu đây, nhưng mà về cái độ chi tiết thì về camera con Redmi 9C sẽ hơn nhé. Rồi, camera trước thì nó cũng tương đương nhau, độ phân giải đều là 5 megapixel và có những cái tính năng nhận diện khuôn mặt rồi làm đẹp rồi xóa phông vân vân, thì hai cái này nó ngang nhau thôi. Về cái bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần hiệu năng. Đó. Thì cái chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C thì nếu như anh em nào đang sử dụng và đã xem clip của mình rồi thì mình đã có một vài clip là đánh giá chia sẻ rất là chi tiết về chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C, test game rồi test sạc rồi mở hộp trên tay nhanh vân vân, thì các bạn có thể click vào link clip mình để dưới phần mô tả nhé. Còn Realme C11 thì cái thời điểm mà nó ra mắt ấy, thì mình cũng biết chiếc điện thoại này, tuy nhiên là mình tham khảo qua, mình trải nghiệm một vài lần thì mình thấy nó không có gì đặc sắc để mà review cho anh em cả. Đó, tuy nhiên mình trải nghiệm rồi, mình trải nghiệm cũng khá là nhiều lần rồi, thì mình về dòng Realme. Thì ở đây thì về phần mềm, mình nói về phần mềm trước. Thì hệ điều hành đó là Android 10 với Xiaomi Redmi 9C, còn Android 11 thì đó lại là Android Go. Đó, Android Go Edition. Thì ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái con Redmi 9C, bởi vì Android 10 với Android 11 thì thực tế thì nó sẽ không khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên là cái hệ điều hành Android Go mình thấy là nó cứ tù sao ấy. Không biết anh em là trải nghiệm như thế nào, chứ mình trải nghiệm trên cái con Realme C21i ấy, mình thấy là cái Android Go mình thấy nó cứ bị hạn chế. Đấy, mặc dù là Android 11 ấy, nhưng mà nó vẫn bị hạn chế. Theo mình đánh giá là như vậy. Thì mình ở phần mềm thì mình sẽ chọn Android 10 ở trên chiếc điện thoại Redmi 9C. Rồi, về phần RAM ROM thì RAM 3 với Redmi 9C bản RAM 3 bộ nhớ 64 như mình nêu luôn ở đầu clip đúng không? Còn RAM 2 với bộ nhớ 32 ở Realme C11 thì ở đây thì chắc chắn là anh em biết rồi đúng không? RAM 3 hơn RAM 2 và bộ nhớ 64 thì chắc chắn hơn bộ nhớ 32. Ở đây mình cũng chia sẻ luôn cho anh em là cái bộ nhớ điện thoại ở thời điểm hiện tại nó khá là quan trọng nhé. Đấy, nó khá là quan trọng chứ nó không phải là nó như trước đây là những cái phần mềm ví dụ ứng dụng như Facebook này, YouTube này, Zalo này, hoặc là tự game con mobile ấy, nó không cập nhật đến đâu. Bây giờ nó cập nhật rất là nhiều, cập nhật liên tục. Hai nữa là cái cường độ sử dụng bây giờ nó rất là lớn, cho nên những cái không gian để nó hoạt động. Thứ hai là cái dữ liệu rác để nó cho vào trong cái bộ nhớ chúng ta rất là nhiều, cho nên cái bộ nhớ 32GB ở thời điểm hiện tại thì nó đủ dùng thôi, chứ còn tương lai gần là nó sẽ không đủ dùng đâu. Nên anh em lựa chọn một chiếc điện thoại có bộ nhớ 64GB ở thời điểm hiện tại thì có thể dùng được lâu dài một chút. Rồi, và chúng ta sẽ đến với phần CPU thì có chip Mediatek G35 ở trên chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C. Thì mình cũng đánh giá cao hơn về cái mặt thương hiệu so với con Unisoc 9863A 8 nhân. Đó. Về GPU thì PowerVR GE8320 thì nó sẽ yếu hơn PowerVR GE8322 một chút. Đó. Tốc độ CPU thì 4x2.3GHz và 4x1.8GHz trên con chip G35 của Redmi 9C, và 4x1.6, 4x1.2 thì chắc chắn là cái 4x2.3 của số nhân và số nhân lớn hơn của chiếc điện thoại Redmi 9C mình sẽ đánh giá cao hơn. Tuy có là nhiều đánh giá, có nhiều chia sẻ là con chip Unisoc 9863A này nó ngang ngửa với, nó mạnh hơn những con chip ví dụ P22 các thứ, nhưng mà đó là nhiều năm trước thôi. Con chip này nó ra đời cách đây cũng đâu đó khoảng tầm 4 năm rồi, mình nhớ là 4 năm, từ 2017. Đó, thì mình đánh giá cao hơn về cái phần con chip của Xiaomi Redmi 9C. Đấy, nếu mình sẽ lựa chọn Redmi 9C. Rồi, RAM ROM chia sẻ rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái râu ria khác, ví dụ như là rách tai nghe rồi cổng kết nối vân vân. Và hai chiếc điện thoại này thì dung lượng pin đều là 5000 và không có sạc nhanh và sạc đều là 10W. Đó, thì mức giá rẻ như này thì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, đúng không? Rồi, vừa rồi thì mình đã chia sẻ nhanh về cái sự lựa chọn của mình, so sánh chi tiết. Đấy, so sánh khá là chi tiết. Tuy nhiên là so sánh ở đây thì mình chỉ mặt lý thuyết thôi, chứ còn thực tế ở đây thì mình không có hai chiếc điện thoại để mà so sánh đặt trực tiếp. Ở đây các bạn nhìn trực quan, nhưng mà mình đã trải nghiệm hai chiếc điện thoại này rồi. Con Redmi 9C mình đã có clip test rồi, còn Realme thì mình cũng đã trải nghiệm khá là nhiều. Thì mình chia sẻ với bạn Trần Ngọc Hoàng đó là mình sẽ lựa chọn chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C ở một cái mặt đơn giản nhất, một khía cạnh đơn giản nhất, đó là RAM và ROM. Đấy, RAM 3 bộ nhớ 64 hơn rất là nhiều so với RAM 2 bộ nhớ 32 rồi. Bây giờ RAM 2 bộ nhớ 32 thì nó sẽ khá là yếu, nó sẽ khá là đuối, kể cả đối với những tác vụ bình thường. Về con chip thì G35 thì nó sẽ thương hiệu hơn và nó sẽ mình đánh giá cái độ ổn định nó cao hơn. Ngoài ra thì camera thì nó cũng hơn, nói chung là điểm gì nó cũng hơn. Mức giá của nó là 2.690.000 đồng, đấy là giá niêm yết của hãng. Còn hai chiếc điện thoại đều 2.690.000 đồng thì mình thấy là con Redmi 9C ok hơn. Tuy nhiên là với mức giá như thế này thì anh em có thể lựa chọn nhiều cái sản phẩm mà đã qua sử dụng của thế giới động, hoặc là đã sử dụng của những cái hãng khác, hoặc là lựa chọn những cái hãng khác mà hàng xách tay, thì mình thấy là nó sẽ có một cái cấu hình cao hơn, ok hơn. rất là nhiều so với cái việc là chúng ta đập hộp một chiếc điện thoại mà có cái mức giá nó cũng khá là cao như thế này, tuy nhiên chúng ta lại sở hữu lại một cái cấu hình nó hơi thấp. Đấy, mình đoán chắc là bạn Trần Ngọc Hoàng này thì cũng còn trẻ đó, có thể là vừa mới học xong cấp 3 hoặc là chuẩn bị vào cấp 3 hoặc chuẩn bị vào đại học thì đang lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại lâu dài. Thì nếu như với mong muốn của bạn thì mình chia sẻ đó là chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 9C bản RAM 3 bộ nhớ 64, bạn nhớ rõ nhé, mức giá bạn nhớ rõ bạn nhé, RAM 3 bộ nhớ 64 sẽ ok hơn nhé. Rồi, cảm ơn bạn Trần Ngọc Hoàng đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Và các bạn muốn so sánh hai chiếc điện thoại nào thì các bạn hãy để lại comment phía bên dưới thì mình cũng sẽ sắp xếp thời gian để mình có thể là so sánh và chia sẻ cho anh em những cái góc nhìn của cá nhân mình về từng chiếc điện thoại. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.